Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, muối có lẽ là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhà nào cũng có muối, đó là điều chắc chắn bởi đây là nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng. Chưa kể đến muối còn phát huy được tác dụng trong việc làm đẹp hay là dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống. Các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng bạn nên đặt hũ muối ở những vị trí này thì gia đạo sẽ được an khang, tiền tài rủng rỉnh, sức khỏe dồi dào. Vậy đó là những vị trí nào? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Muối là khoáng chất có khả năng làm sạch theo như kinh nghiệm của dân gian để lại. Từ xưa, ông bà ta vẫn dặn mỗi khi dọn đến nhà mới chúng ta nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là góc nhà, để một ngày rồi quét sạch đi. Mục đích của việc làm này chính là hấp thu những năng lượng không tốt tồn đọng trong nhà từ trước. Và thật ra, hiểu một cách dễ dàng hơn chính là để cho bầu không khí trong ngôi nhà được thanh lọc, bởi sau nhiều năm, ngôi nhà chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều nấm mốc, bụi bẩn, không khí trong sạch. Còn theo phong thủy thì muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho chúng ta cũng như cho không gian sống. Ông bà ta có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, nghĩa là mua muối đầu năm để xua đuổi đi những nguồn năng lượng tiêu cực của năm cũ và mang đến may mắn cho năm mới. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy cho rằng bạn nên đặt bát muối ở góc nhà, hướng đông nam là cung tài lộc, nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện được sức khỏe cả gia đình thì bạn nên đặt muối ở hướng đông, cung gia đạo. Cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tác dụng của muối trong phong thủy. Vị trí đặt nước muối để thu hút sự thịnh vượng và cải thiện sức khỏe. Không có ý kiến thống nhất cho vị trí đặt nước muối. Có ý kiến thì cho rằng trong thuật phong thủy nhà ở nên đặt nước muối ở vị trí của sao Tam Bích và sao Ngũ Hoàng. Những người khác thì lại cho rằng nên đặt bát nước muối thay đổi tùy theo từng năm. Tốt nhất là hãy đặt nó ở cung tài lộc đông nam nếu muốn giàu có, hoặc là đặt nó ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Bên cạnh các vị trí tốt để cầu tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp thì theo các chuyên gia phong thủy học, bát nước muối có thể hóa giải các vận hạn xấu. Nếu các vị trí phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng ăn, trong nhà đúng vị trí các sao xấu như là nhị hắc và ngũ hoàng, điều này sẽ giúp giải trừ một số tai họa xấu do thế phong thủy gây ra, đem lại an toàn cho các thành viên trong gia đình. Nhị hắc. Năm nay, nhị hắc bệnh phù tinh bay vào Đông Bắc Phương, sau này chủ về bệnh tật, đau đớn, đau nhức xương cốt, huyết quang, không nên coi thường. Các thành viên trong nhà dưới sự tác động của hung tinh này thì dễ xảy ra các chứng bệnh liên quan tới dạ dày, đột quỵ, phong hàn và đường ruột. Ngũ hoàng. Ngũ hoàng đại sát bay vào phương vị Tây Nam, ngũ hoàng là lưu niên quan sát. Hung tinh này còn có ảnh hưởng tiêu cực, tác động nặng nề lên những người bị ảnh hưởng, tránh gây động nên giữ tĩnh. Bởi theo các chuyên gia phong thủy thì khi bị động thì tính hung của sao này sẽ càng phát huy mạnh mẽ, khó lường trước tai họa. Chú ý, cần tuân thủ đúng những hướng dẫn làm bát nước muối phong thủy để đạt được hiệu quả tốt. Đồng thời, đặt nó ở các cung bát quái thích hợp và không được sử dụng quá 1 năm. Muối làm sạch không gian sống. Pha chút muối vào nước, dùng nước ấy lau sàn nhà và sau đó bạn có thể thắp hương. Với tác dụng của muối sẽ giúp cho nạp sinh khí mới cho môi trường trong nhà, làm cho không gian sạch sẽ để chào đón nguồn năng lượng tích cực đến với căn nhà hay là văn phòng làm việc của bạn. Nước muối thu hút sự giàu có. Cho tiền xu vào trong bát nước muối và đặt ở những nơi có năng lượng không tốt bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực. Nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau. Cho muối vào trong bát hoặc là ly thủy tinh, chiếm bát. Chọn xem ngày và đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Nhớ đặt mặt dương có ký tự khác của xu ngửa lên trên. Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể phá hủy bề mặt bát. Không che miệng bát. Để yên bát nước ở cùng một vị trí trong 1 năm, tránh xê dịch hay là động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát có thể sẽ bị phá vỡ. Để bát nước trong vòng 1 năm là tốt nhất, nhưng sau 1 năm thì khi đã hoàn thành mục đích hấp thu năng lượng tiêu cực trong nhà vào bát nước, bạn hãy bỏ chiếc bát đó đi.
Tác dụng của muối trong việc chống lại năng lượng tiêu cực, đem lại may mắn. Phong thủy chữa bệnh bằng nước muối là một phương pháp phổ biến trong phong thủy để vô hiệu hóa những tác dụng tiêu cực tiềm tàng của các ngôi sao xấu hàng năm trong một ngôi nhà hoặc là văn phòng. Người ta thường mua một bát muối đong đầy tới tận ngọn chứ không gạt ngang miệng bát. Vì tác dụng của muối nên trong dân gian có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để nói về phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ mặn, chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Mua muối đầu năm cũng có ý nghĩa trong văn hóa ẩm thực, văn hóa tình cảm. Nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng con cái. Có thể nói, muối có một vị trí rất là quan trọng và chỉ đứng sau gạo. Chuẩn bị bát nước muối phong thủy đặt trong nhà vào ngày đầu năm. Bước vào đầu năm mới là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở. Đây cũng là lúc mọi người, mọi nhà gạt hết những thứ không may trong quá khứ và cầu mong đến những điều tốt đẹp ở tương lai. Trong ngày đầu tiên của năm mới thì gia chủ nên rải muối ở trước cửa nhà và trong các căn phòng để xua đuổi tà khí và đón vận may vào nhà. Đồng thời thì gia chủ có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Đây là việc làm nhằm mục đích thanh lọc cơ thể và môi trường xung quanh. Tiếp đến là công đoạn cho tiền xu vào trong bát nước muối và đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau. Cho muối vào trong bát hoặc là ly thủy tinh, chọn xem ngày và đặt 6 đồng xu xếp thành hình tròn vào bát. Nhớ đặt mặt dương có ký tự khắc của xu gửi lên trên. Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt bát. Không che miệng bát, để yên bát nước ở cùng một vị trí trong một năm, tránh xê dịch hay là động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát nước có thể bị phá vỡ. Cuối cùng, gia chủ chọn một vị trí thích hợp trong nhà để đặt bát nước muối. Trong xuyên suốt cả năm sau đó thì bất kỳ các thành viên trong nhà đều không được che miệng bát hay là động chạm dịch chuyển đến bát nước muối phong thủy. Bởi theo phong thủy học, khi vật phẩm này bị dịch chuyển thì cũng đồng nghĩa với việc nguồn năng lượng tích cực cũng theo đó mà bị phá hủy. Phải đến ngày cuối cùng của năm thì gia chủ mới được phép đổ bát nước muối đựng đồng xu này. Đổ bát nước muối phong thủy vào ngày cuối năm. Không ít gia đình đã giữ lại bát nước muối phong thủy từ năm này sang năm khác vì quên. Tuy nhiên, đây lại là điều cấm kỵ trong phong thủy. Đối với bát nước muối có đặt đồng xu trên bề mặt vào ngày cuối cùng của năm thì gia chủ cần loại bỏ tất cả những thứ này khỏi ngôi nhà của bạn, bao gồm đồng xu, nước muối và cả chén, chai lọ. Bởi vì những thứ này đều đang tích trữ nguồn năng lượng tiêu cực cả một năm, cho nên gia chủ cần vứt bỏ chúng ra khỏi nhà khi các ngôi sao bay đã di chuyển vị trí. Lúc này thì gia chủ có thể đặt những thứ này vào trong một túi nhựa, buộc chặt và bỏ vào thùng rác bên ngoài nhà. Dĩ nhiên chúng ta cũng không thể chôn chúng ở nơi gần nhà vì đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho nguồn năng lượng tiêu cực phát tác xung quanh khu đất, gia đình và di chuyển vào nhà. Rắc muối xung quanh nhà. Ngoài việc đặt bát muối ở góc nhà, góc phòng để cải thiện tài vận và hóa giải vận đen thì mọi người cũng có thể rắc muối xung quanh nhà để cải thiện số mệnh, đem lại may mắn. Đặt muối trong ví tiền, theo quan niệm thì vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc là ngày mùng 1 đầu năm mới, người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ vào trong ví để cả tháng, cả năm mặn mà may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh thì chuyện này lại càng quan trọng. Không ai chắc chắn được yếu tố tâm linh mà muối mang lại, song về mặt tâm lý thì ai cũng muốn có một tháng và cả một năm may mắn. Tại sao nên đặt bát nước muối trong nhà vào ngày mùng 1 Tết? Ông bà ta có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, nghĩa là mua muối đầu năm để xua đuổi đi những nguồn năng lượng tiêu cực của năm cũ và mang đến may mắn cho năm mới. Khi năm mới chính thức là lúc các gia đình đổ bỏ hết tà khí của quá khứ để hướng tới hiện tại và tương lai. Trong ngày mùng 1 Tết thì gia chủ có thể rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí đón vận may. Ngoài ra thì cần một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Bạn nên nhớ là vai trái, đừng nhầm lẫn vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo.
Sau khi cả người và nhà đều được thanh lọc sạch sẽ là lúc chuẩn bị bát nước muối phong thủy để xua tà khí suốt cả một năm sau đó. Ngoài ra thì mua muối đầu năm cũng có ý nghĩa trong văn hóa ẩm thực, văn hóa tình cảm. Nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng con cái. Có thể nói muối có một vị trí rất là quan trọng và chỉ đứng sau gạo. Quý vị thân mến, những đồ vật được dùng trong gia đình tưởng chừng nhỏ bé thế nhưng lại có những công dụng vô cùng lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến gia đình các bạn. Muối không chỉ để nấu nướng mà nó còn có giá trị trong phong thủy vô cùng lớn nếu như chúng ta biết cách sử dụng chúng đúng nơi, đúng lúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các video sau.